Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Kimmy. Rất vui được gặp nhau những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fanpage quen thuộc. Và hôm nay thì mình có mặt tại đây để chúng ta cùng nhau thực hiện một cái clip liên quan đến series săn lùng tướng Red nha anh em. Và hôm nay sẽ là phần cuối. Tại vì nốt cái con ạc này là chính của mình luôn đây nha anh em. Ạc này là chính của mình luôn ấy. Thì nốt con ạc này xong thì chắc là cũng sẽ không... Sẽ ít khi có lại một cái con ạc để mình có thể thực hiện series săn lùng và banner vé xanh. Cho nên chắc là đây sẽ là gọi là phần cuối luôn. Và hôm nay thì mình đã chờ đợi ngày này cũng rất là lâu rồi. Thật ra thì có thể quay từ sớm rồi cơ. Nhưng mà cuối cùng là hôm nay mới mọi thứ đều thuận lợi để mình có thể cùng nhau quay. Thì đây là cái banner ngẫu nhiên. Banner này thì hiện tại đã cập nhật tổng cộng này. Nói chung là luôn luôn sẽ là 12 con. Và khi mà có một con mới xuất hiện thì sẽ con cũ nó sẽ mất nha anh em. Thì đại loại là banner gần nhất là con Inurashi thì nó đã vào đây. Khi mà hết banner mới thì cái con đó nó sẽ vào đây. Đấy kiểu vậy. Ví dụ như banner hiện tại là banner win nè anh em. Thì khi mà hết banner win ấy, tức là thời gian kết thúc thì sẽ là vào ngày 20 tháng 11 nè anh em. 20 tháng 11 hả? Sao chuẩn vậy? Tính là 20 tháng 11 là trúng ngày nhà giáo luôn à. Xịn thế nhờ. Thì ngày 21, chính xác là ngày 21 thì con Win nó sẽ vào banner này. Đấy. Và cái con mất đi sẽ là Bartholomew kiểu vậy. Đó, nói chung là cứ có một con mới vào là con cũ sẽ mất nha anh em. Miễn sao đủ 12 con gần nhất là được. Đó, kiểu vậy. Rồi. Thì hôm nay chắc là quay mình sẽ quay tổng cộng là được 2 con tại vì vé thì mình đủ 2 con anh em. Hiện tại lượt chiến là 24 gần 24 triệu rưỡi, 24 tuổi rưỡi anh em. Thì chắc là quay xong 2 con có khi là gần 25 tuổi. Thì cố gắng chinh phục 25 tuổi nhanh nhất có thể. Rồi. Sao ta? Nói chung thì nói thêm một chút bên lề nữa. Tại vì ngày mai là con Luffy Taro ra mắt rồi anh em ơi. Cho nên là bên thềm Luffy Taro ra mắt vào ngày mai. Thì cũng chúc anh em, những anh em nào mà lấy Luffy Taro thì chúc anh em may mắn nha. Quay ít trái nhất có thể. Ok. Còn riêng hạt chính mình thì tất nhiên mai cũng sẽ lấy. Lấy xong có khi là sẽ tròn được 25 tuổi anh em ơi. Đây, giờ thì không nói năng gì thêm nữa. Chúng ta tập trung vào chuyên môn. Hiện tại thì mình có một cái vé free, có một lượt free. Cái banner này á, thì nói chung là đủ thời gian anh em sẽ được một lượt quay free nha anh em, cũng rất là ngon. Bây giờ mình quay cái lượt free trước cho anh em coi nha. Đây, ok. Thì sau khi quay xong á, thì nó sẽ có thêm thời gian. Thì nói chung là nó sẽ rơi vào tầm 128 tiếng. Tức là bao nhiêu ngày đó, anh em trừ, anh em chia ra là anh em biết nha. Thì 128 tiếng sau anh em sẽ được quay thêm một lượt free kiểu vậy. Nói chung là cứ quay từ từ. Đấy. Còn vé xanh này thì cách kiếm thì cũng có một vài chỗ. Ví dụ như anh em có thể đi cái hoạt động này nè. Đây, hoạt động này thì mỗi tuần anh em sẽ đi được hai vé. Đây. Đủ 800 điểm là được tới vé thứ hai, còn 400 điểm là vé thứ nhất thì anh em cứ đi. Rồi lâu lâu game cũng có thêm sự kiện nữa anh em. Nói chung là sự kiện trên đầu này nè. Đấy. Đấy, ví dụ sự kiện này cũng có hai vé nè, thấy không? Đó. Rồi anh em đi PVP cũng có nha anh em. PVP hiện tại nó đang có cái chỗ này nè. Đó, anh em cứ hoàn thành đủ điểm ở đây nè, anh em thấy không, là sẽ được nha. Ví dụ SS thì anh em được tới 3 vé, còn S thì được 1 vé kiểu vậy. Nói chung là có rất là nhiều tướng ở đây, anh em cứ hoàn thành đủ điểm ở đây nha. Nói chung là vừa qua thì game có cập nhật cho anh em cái trong PVP đó kiếm vé rất là ngon. Rồi, với lại thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái vòng quay banner ngẫu nhiên này ấy. Thì trước game có cho chúng ta quay bằng vé vàng, tức là khi anh em hết vé xanh á thì anh em có thể quay bằng vé vàng. Nhưng mà giờ hiện tại game đã cập nhật cái lỗi này, game đã fix cái này rồi. Không phải cái lỗi mà là game đã fix cái cơ chế này rồi nha anh em. Tức là bây giờ anh em hết vé xanh á thì anh em sẽ hy sinh trái vàng để anh em mua vé xanh để anh em quay, chứ nó không cho quay bằng vé vàng nữa. Đó, cái thời gian gần đây thì nhiều anh em vẫn còn nghĩ là quay bằng vé vàng ấy. Đấy. Thật may mắn là cái đợt trước mình quay cái series săn lùng tướng Red đợt trước á, thì đúng vào cái thời điểm đó là còn sử dụng được vé vàng. Hên ghê anh em ơi. Qua ngày hôm sau là nó fit cái đó luôn, nó fit cái cơ chế đó luôn, cho nên là ngon lành. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ một chút về những con tướng nha. Tại vì trong đây thì tổng cộng có 12 con và hiện tại là mình có 4 con rồi. Thứ nhất là Carrot, thứ hai là Big Mom, thứ ba là Zack và thứ tư là Oden. Thì tổng cộng đây là 12 con mà có 4 con mình có rồi. Thì mình hy vọng là hôm nay mình quay 2 con nó sẽ rơi vào 8 con còn lại, chứ đừng có bị trùng nha anh em. Và đặc biệt những con mà mình yêu thích, ví dụ như là Rasenji đậu bánh là một nè. Và con thứ hai thì mình nghĩ chắc là mình sẽ mong chờ ra con Ulti hoặc là con Inurashi. Đấy. Nói chung là trong 3 con đó ra là đẹp.
chứ ra mấy con cũ này thì mình cũng không thích lắm. Nó Ptolemaeus mình cũng không thích lắm nha anh em, nhưng mà ra thì cũng được, tại vì sưu tầm tướng, có thêm tướng chưa có là được anh em ơi. Còn lại ví dụ là Cracker hay Jinbe hay là Smokey, Nami cũng được anh em, nhưng mà mình mong nhất thì vẫn là Shenji đảo bánh với lại hai con gần nhất, đó là Unti với lại Inurashi. Rồi còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu luôn ha. Ok, hy vọng là hôm nay mình sẽ may mắn và mình sẽ tiếp tục xài cái chiêu vé mồi nha anh em. Tiếp tục xài chiêu vé mồi. Thì ở đây mình sẽ quay 30 vé mồi. Đây, 10 vé, 20 vé, 30 vé. Rồi. Sau 30 vé mồi thì mình sẽ vào đây và mình quay 10 luôn nha anh em. Get go. Có khi là ra luôn. Thường thường mình quay mình hay thấy là nó hiện cái khung anh em. Nó hiện cái khung trước cho nên là hơi mất vui một chút. Thì một hôm nay nó sẽ hơi hồi hộp. Hiện tại thì còn 30 vé nữa là ra con SS. Thì mình quay 10 vé này xong là còn khoảng 20 nè anh em. Ok ok. Mà cái banner này thì rất là khó để được nhân phẩm nha anh em. Rất là khó, đa số đều quay 90 ấy. Nhưng mà mình cũng đã từng quay một vài trường hợp là đang còn khoảng 30-40 nhưng mà mình quay vẫn ra luôn á anh em. Nói chung là cũng tùy nhân phẩm lắm anh em. Rồi tiếp tục thì mình sẽ xài tiếp 30 vé mồi nha. Ok. Rồi bay lại đây và 10 vé tiếp theo. Oh my god, vẫn chưa hiển khung anh em ơi. Vẫn chưa hiển khung. Hy vọng là một con nào đó mình chưa có, đặc biệt là Shenji đậu bánh và hai con như mình nói. Ok. Săn lùng nào. Ui, một con S anh em ơi, một con S. Bình tĩnh. Đó là con Bellamy. Ok. SS thì sao? Vẫn chưa chịu ra anh em ơi. Khó nhờ. Ok. Căng thế. Vậy là 10 vé này thì auto ra. 10 vé này là auto ra nè anh em. Đây, hiện tại là còn 14. Thì 10 vé này chắc chắn là auto ra. Quay xong 10 vé này thì mình sẽ còn khoảng 110 à. 110 quay xong là như là cũng còn dư được khoảng 20 vé nữa anh em. Tiếp tục tích góp thêm để có thể quay con sau nữa nha. Bây giờ thì chúng ta đến với 10 vé cuối cùng luôn. Có khung rồi. Ê, con... Ê, Unti anh em ơi. Trời ơi, nó hiện khung. Tuy là nó cũng gọi là nó mất đi sự hồi hộp nhưng mà ra con Unti anh em ơi, ngon. Ok, chúng ta cùng xem animation của Unti nào, tại vì đợt trước banner Unti mình không có quay. Ok, get go. Tuyệt vời, con đầu tiên là thấy may mắn rồi đấy. Yes sir. Chị đại anh em ơi, quá dữ luôn. Đây là một trong Tobi Rubbo nha anh em. Ui, đây là tướng 110 của mình nè. Yes sir, ngon anh em ơi. Đúng như con mình mong muốn. Bây giờ là còn Shenji đậu bánh với lại thanh niên Inurashi nữa, ra là đẹp luôn. Còn nếu mà không ra Shenji đậu bánh thì có khi mình sẽ quay trong banner 80% luôn á chứ. Ok, để coi nào. 24 tuổi 4 là được 24 tuổi 6 anh em ơi. Như vậy giờ lát nữa ra con kia là lên được 24 tuổi 8. Quay thêm con nữa là 25 tuổi tròn. Ok. Như vậy là nhân vật đầu tiên mình sở hữu là Unti nha anh em. Cũng khá là ok. Tuyệt vời. Này anh em ơi, lực chiến cơ bản là 201,5 cũng được. Con này là hệ vàng nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta đến với con tiếp theo nha anh em. Ok. Đây, bây giờ thì nó quay trở lại là 89 rồi anh em ơi. 89 vé mới ra. Thì chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng con tiếp theo nha. Thì chắc là mình sẽ quay 10 vé đầu đi. Tại 10 vé đầu thì chắc chắn là không ra rồi. Chắc là quay tầm 30 vé. 30 đi, ngồi 30 vé, sau đó đến với vé mồi nha anh em. Lần con này thì ra, để coi Shenji đậu bánh hoặc là Inurashi anh em ơi. Nhưng mà thật ra thì mình vẫn ưu tiên Inurashi hơn anh em. Tại vì Shenji đậu bánh bây giờ chúng ta có thể lấy được trong banner 80%. Cho nên cũng không có trông mong lắm. Mình thì lại ưu tiên thích Inurashi hơn, hai con banner gần nhất. Anh em thấy không, quay như này thì nó cũng như là kiểu chúng ta tiết kiệm được coi như là 90 vé vàng. Để lấy một con tướng ở đây nó cũng không khác gì quay banner. Đấy, cũng rất là ok. Chẳng qua đây là ngẫu nhiên nha anh em. Hên thì mới được thôi. Còn nếu mà xui là ra mấy con trùng kiểu vậy. Tiếc là nãy nó hiện cái khung trước anh em ơi. Nó hiện cái khung trước cho nên chúng ta biết được là con gì rồi. Nó cũng mất hay phần nào nhưng mà không sao. Ok luôn, chấp nhận. Chấp nhận luôn anh em ơi. Rồi, 20 vé. Bao nhiêu rồi ta? 20 hay 30 rồi ta? Để mình coi lại rồi anh em ơi. 5, 6, 7, 8. Ok, giờ là 30 rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với vé mồi nha. 30 vé mồi. 20, 30, 40, 50 luôn. Lần này bo cho 50 vé mồi luôn. Ok, tiếp tục.
Ok, vé này cũng chưa ra anh em ơi. Không sao không sao. Mình thì auto đủ vé rồi cho nên cũng không quan tâm lắm. Quan trọng là ra con gì thôi anh em ơi. Bây giờ ví dụ như ra một con ulti nữa thì sao anh em? Mình nghĩ chắc là không 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 bao giờ có chuyện đó anh em nhờ. Tại vì con ulti đã ra rồi ấy. Nếu mà quay lần này ra ulti nữa thì nó hơi kỳ đúng không? Chắc chắn là làm sao có chuyện đó được. No no no, đừng làm như thế. Ok. 49 anh em ơi. Bây giờ mình tiếp tục với 30 vé mồi nào. Cứ mồi mồi như vậy cho nó dễ ra. Ok, mời 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 mời. Không thể không mời, không thể không mời anh em ơi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Hy vọng là anh em để không xem tua nha anh em xem cho hồi hộp tí nha anh em. Đừng xem tua mất hay. Xem tua là mất hay đấy anh em ơi. Không được. Rồi. Như vậy là vé 10 vé này cũng thất bại rồi anh em ơi. Ok, không sao. Vậy là còn bao nhiêu? 39 nữa, tức là 40 đó anh em. 40 vé nữa hả? Ồ, thế thì như vậy là coi như mình cũng đã quay được 5 50 vé rồi. Ok. Tiếp tục với 30 vé mồi đi. Vé xanh này mình quá quá chờ cho nên là cũng không tiếc lắm. Ra không? Ra luôn không? Hồi nãy như anh em thấy là khi mà trước khi ra là con chopper nó chạy chạy anh em. Đấy, cái phong cách chopper chạy chạy ấy. Cho nên có khi bây giờ là chúng ta có thể biết được khi nào ra bằng cách là có chấp bờ chạy chạy anh em ơi. Rồi 10 vé này coi như cũng thất bại rồi. Không sao không sao. Được anh em ơi, ổn ổn ổn. Tiếp tục với vé mồi nha anh em. Cứ mồi mồi rồi quay quay thôi cho nó hấp dẫn. 20, 30. Rồi tiếp theo. Đây là vé thứ bao nhiêu đó mình cũng không biết. Ui 10 vé này vẫn chưa chịu ra anh em ơi. Đúng là cái banner này là phải auto 90 rồi anh em ơi. Khó quá ta. Hôm bữa vô tình mình có quay mấy 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 con nít thì cũng còn 30 40 đó thì nó ra luôn cũng hên. Nhưng mà nói chung là nó sẽ nằm ở cái vị trí gọi là thấp thấp anh em ơi, chứ không thể nào mà mới vô 10 vé đầu hay 20 vé đầu mà ra đâu, khó lắm. Ui, còn 20 thôi anh em ơi, có khi 10 vé này ra luôn không ta? 10 vé này ra luôn thì ngon quá nhờ. Ai, mèo mồi tiếp anh em ơi. Mặc dù biết nó không có tác dụng lắm nhưng mà thôi kệ cứ mồi đi. Chấp bờ không? Ồ, chấp bờ vẫn không chạy anh em ơi. Như vậy là 10 vé cuối rồi. Chốt kèo là 10 vé cuối rồi. Nhưng mà sao ta? Ôi! Đâu cần 10 vé cuối anh em ơi. Không cần chopper luôn à. Con gì anh em? Oh no. Tại sao là chung? Sao có thể chung được? Trời ơi. Cái đỉnh mệnh. Còn tính ra có con ulti nữa là coi như năm là còn tận 7 con nữa chưa có mà tại sao lại trùng được Big Mom nhờ. Ra sớm nhưng mà lại không phải là đứng mình muốn thì ra làm gì. Trời ơi. Như vậy thì thật sự là mình cũng không có mong muốn lắm đấy mà. Trời ơi, đèn thế. Cuối cùng là được mỗi con ulti. Cày, bây giờ nó reset lại rồi. À tám mấy ta, như vậy là tám mấy ta? 83 anh em ơi. Ây da, khó chịu thế nhờ. Bị trùng mất rồi anh em ơi. Big Mom à. Big Mom ghé này. Có Big Mom như là mình cũng cần mạnh để nâng đó. Nhưng mà ra như thế này thì mình lại không muốn lắm. Mình muốn ra tướng chưa có cơ. Có Big Mom này ám quá. Đây rồi anh em ơi. Đang 6 sao anh em ơi. Đang chinh phục 6 sao. Vô tình thì như là dư rồi anh em ơi. Dư rồi. Ây da, dự đúng luôn mà. Mình đã cái định mệnh mình đã lấy đủ 6 sao rồi, bây giờ lại ra thêm nữa 50 cuối cùng là dư ra, dư mảnh chứ được gì đâu. Không thét là có thật anh em ơi. Hiện tại là còn còn 33 vé, như vậy là nếu mà quay hết cái này là auto còn y 50 anh em, tính là cũng ngon nha. Là chúng lại chuẩn bị quay được tiếp ấy. Bây giờ còn ba mươi mấy vé mình quay nốt luôn nha anh em. Skip luôn cho nhanh cũng được anh em ơi. Nó tại vì mình rất là cay cú ấy. Mình cay quá mà. Ok, như vậy là rất cay nhưng không làm gì được. Bây giờ là còn 50. Giờ là tiếp tục với con đường gọi là cày cuốc cái vé này. Bây giờ nếu mà anh em muốn quay nữa là đổi trái thì 50 vé tương đương với 10 cả trái nha anh em, 10 cả trái. Bây giờ có nên theo anh em thì mình có nên lấy đổi 10 cả trái để mình quay cái này không anh em? 10 cả trái là 50 vé hả? Oh my god, cay quá anh em ơi. Thực sự là mình hơi cay cú ấy. Cho nên chắc giờ mình phải đi quay con Senji đậu bánh quá. Giờ mà quay hụt con Senji đậu bánh mà nó lệch cho con Big Mom nữa thì sao anh em? Chắc mình khóc thét quá.
cái định mệnh cày tí giờ. Thôi con Sanji đậu bánh này là một con ngon anh em, mà mình chưa có, cho nên thôi mình quyết định là mình sẽ quay nha. Có khi nào ít bữa mình quay Sanji đậu bánh này xong cái quay banner ngẫu nhiên ra Sanji đậu bánh đúng không anh em? Thật ra thì đợi cũng được anh em, tại vì còn tới lần tận 4 đợt nữa thì Sanji đậu bánh mới mất. Thậm chí là đợt thứ 5 luôn ấy. Cho nên là ê, mình đợi Big Mom này cút xéo đi được không? Mình thấy Big Mom nó hơi ám mình đấy. Cày. Ờ, tiếc là bây giờ là vé mình không đủ nè, chứ nếu mà đủ mình quay luôn ấy, mà tiếc là không đủ rồi. Còn ba vé lẻ này có nên quay ra không ta? Thôi để đây đi. Bây giờ mỗi tuần là phải cố gắng cày cuốc anh em, cày cuốc thêm vé. Tiếc quá. Giờ mình bỏ ra 10 cá trái thì chỉ còn 20k thì cũng hơi tiếc. Tại vì hy sinh 10 cá trái để lấy một con tướng ở đây thì thật sự nó không đáng lắm. Tại vì 10 cá trái đó thì thật sự đối với mình nó cũng giúp cho mình lấy được một con tướng sự kiện trái ấy. Thật ra hy sinh như vậy thì không đáng lắm. Trừ khi ví dụ còn ít, còn tầm 10 vé anh em, còn tầm 10 vé thì được. 20 vé là cũng đã không, là cũng đã thấy tiếc rồi. Tại vì 20 vé là cũng đã 4 ca trái anh em, cũng rất là tiếc nha anh em. Cho nên thôi chắc là phải tiếp tục chờ đợi thôi anh em ơi. Nói chung là đây cũng ngoài sự mong đợi của mình rồi. Tiếc là cái lần 2 nó ra sớm, nhưng mà nó ra sớm hơn 10 vé, nhưng mà nó lại ra một cái con trùng anh em. Tiếc quá. Vẫn còn tiếc nuối anh em. Mình vẫn còn đang rất là tiếc nuối đây. Khá là cay. Ờ, ra con Inu hay là Inurashi hay là Sanji đậu bánh thì ngon nhờ. Dù sao cũng được một con, nói chung là một con mình chưa có và một con có rồi thì thật ra là cũng không không ok lắm nha. Tính ra như vậy là cũng không ok lắm đây. Ây da, tiếc nuối quá. Hơi tiếc nhưng mà không làm gì được ấy. Hiện tại đang có cái sự kiện điểm danh này cũng được 10 vé đó anh em. Cho nên em có thể chăm chỉ điểm danh, nhưng mà hiện nay là đã qua đợt rồi. Tại vì thứ hai vừa rồi là đã xong cái điểm danh rồi anh em. Để mình vô cho anh em coi. Đây anh em. Đấy, cái này là cũng được 10 vé xanh cũng rất là ok. Tiếc quá anh em ơi, mình vẫn còn đang tiếc nuối đây này, cày quá. Có cái đợt này vừa rồi được quá trời vé. Cái vé xanh này chung là cày hơi cực đó anh em. Đây ví dụ bây giờ mình muốn quay 10 vé nên anh em là nó bắt tiêu trái nè anh em thấy không? Đấy, 1400 trái. Chứ nó không có cho, không có cho bà quay bằng vé vàng nữa anh em. Chứ cho bằng quay vé vàng thì mình quay luôn chứ ngại gì đúng không anh em? Tại vì bây giờ nói chung nhìn chung mới là game nó cũng thấy được cái điều đó anh em, là vé vàng nó sẽ dễ kiếm hơn trái. Cho nên thực sự là kiểu muốn quay ở đây thì việc tích vé vàng một ngày một vé là cũng đã đủ rồi. Cho nên là game nó đổi sang trái. Hơi đen. Bây giờ ráng cày 10 vé quất một cái là còn 40. Cày tiếp là còn 30, 20. Nói chung là trong tầm kiểm soát. Win vào đây hả? Nói chung là sao ta? Mình không thể nào cày kịp 50 trong cái thời gian này á. Ít bữa con win vô con Bartholomew mất là mình lại mất đi cái phần trăm ra con chưa có luôn á anh em. Tại vì con Bartho mình cũng chưa có. Bây giờ ít bữa là con Bartho mất nè, là con win vô là thành ra là mình có tổng cộng vô đây bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Như vậy tỷ lệ là 50-50 là hơi căng nha anh em. Thật sự 50-50 là rất căng. Như hiện tại là 5 trên 7 mà còn không chịu ra đây này. Chứ đâu mà 50-50. Ây da, vẫn còn tiếc nuối quá anh em ơi. Cày thế nhờ. Thôi bây giờ đi rỉa thêm ít vé. Phải ráng cày cuốc trong đây rồi anh em ơi. Mà rất là cay cú. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. À, cái sự kiện này còn 11 giờ sẽ có một cái lợi thế rất là ngon. Đó là hôm nay mình cày 2 vé xong sang ngày mai mình cày tiếp được 2 vé nữa, tổng cộng là 4 vé. Cộng thêm 3 vé kia là 7 vé. Oh my god. Sang tuần cày cuốc cái nhẹ nữa là chúng ta có thể sở hữu được 10 vé rồi. Là có thể quay tiếp. Nhưng mà cái đó chắc là mình sẽ một là quay âm thầm, hai là đợi đủ quay luôn, chắc vậy. Thật sự hôm nay mình rất là tiếc nuối anh em ơi. Ra con gì cũng ra Big Mom. Thậm chí là ra xong rồi còn dư mảnh nữa anh em. Dư 50 mảnh không làm gì luôn á. Tại vì con Big Mom đợi mình đã quét đủ để lên 6 sao rồi ấy. Thành ra là rất là chán luôn anh em ơi. Để mình còn con nào nâng sao được mình nâng luôn đi. À, Oden đi. Hiện tại là Oden thì chưa đủ nhưng mà thôi chắc mình sẽ nâng cho anh em coi luôn. Con Oden này mình tích từ bữa giờ rất là lâu rồi. Đây. Đây là đang 3 sao nha anh em. Thì mình sẽ nâng lên 4 sao này. Cái này thì đủ lên 5 sao rồi đây mày. 3 sao nè, rồi lên 4 sao rồi, trời, nâng tiếp lên 5 sao được luôn. Chỉ có lên 6 sao là hơi lâu thôi. Ok, mở bảo vật luôn này.
nâng tiếp lên 4 sao, 5 sao. Đấy, thật ra lên sao như là thì lực chiến tăng không nhiều anh em. Chủ yếu là chúng ta tăng được thêm cái thuộc tính với lại thêm cái điểm này nè. Nó cũng rất là ngon. Và móc cuối cùng là móc 6 sao. Thì móc này cần tới 150 lận, 150 mảnh lận. Thà ra ô đen anh em, thà ra ô đen đúng không? Có 50 mảnh để mình nâng sao. Nó lại ra ngay con Bitmom, một cái con tướng mà mình đã tích đủ mảnh rồi. Thử hỏi có cay hay không chứ. Quá cay đúng không? Ê. Rayleigh này thì sao? Ui, Rayleigh này là lên được 4 sao free này. Này mình để dành đó anh em, mình để dành để mình làm clip cho anh em đó. Thì nhân tiện hôm nay mình nâng luôn hen. Thật sự là mình trong lòng mình vẫn đang tiếc nuối ấy anh em. Quá tiếc nuối trong cuộc tình. Cày thế nhờ. Bảo bảo vật này, tăng thêm lực chiến cũng ok thêm. Oden nữa, Oden nãy mình chưa mở. Đây. Đó, ngon chưa ạ? Kata thì sao? Ui, Kata mình cũng chưa nâng luôn này. Ui, để dành hơi nhiều. Đấy, mình để dành rất là nhiều luôn. Mục đích là để một cái dịp nào đó làm clip cho anh em. Thì hôm nay nâng luôn ha. Ok. Ít bữa chắc là làm một cái clip tăng cấp sức mạnh cho hai thành viên của băng bách thú mà mình chưa nâng. Đó là Ulti với lại Win Bệnh Dịch là ngon luôn. Hợp lý đó anh em. À chưa mở cái này. Ok. Còn nào nữa không? Chắc hết rồi anh em ơi. Rồi hết rồi. Mấy con nào có chấm đỏ là mới nâng. Còn không có là thôi. Thì tài lực chiến là 24, gần 24 mét 7. Ok. Hồi nãy ra được con kia là ngon anh em. Ra con kia là lên 24 mét 8 chắc luôn. Tiếc thiệt sợ. Nhưng mà phải chấp nhận thôi anh em ơi. À quên, hôm nay quên làm cái này. Đây, quên làm anh em ơi. Mấy này mình bỏ bê quá, mình không mình gọi là mình quên anh em. Không có nhớ tới nó. Đây là một cái tính năng mới thì mình cũng quên đấy. Bây giờ chắc anh em lên tới số cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7 hết rồi mà bây giờ mình đang lẹt đẹt tới cấp 2 nè anh em. Chán đời được chứ. Chán lắm luôn ấy. Rồi, ok. Ây da, hồi nãy nãy mong ra con nào đó mà nó ra Bitmom nữa chứ. Tiếc nuối. Thật sự là từ lúc quay ra đến giờ mình vẫn đang tiếc nuối đó anh em ơi. Tại vì mấy cái vé nó tích rất là lâu ấy. Quay tiếc nuối thật sự. Rồi, không sao. Giờ bỏ đi anh em ơi. Có gì thì chúng ta làm lại. Ít bữa quay tiếp. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Và sang ngày mai thì chúng ta cùng nhau quay Lupitaro. Ok.